Sim số ảo là như thế nào, anh phân tích cụ thể và chi tiết giúp em. À, em ơi, cái từ ảo đó là một từ khá là phức tạp rồi. Thế thì anh đưa ra mấy cái mẫu sau. Đầu tiên ấy, nó là dòng sim kiểu như là ABBA, tức là dòng sim hai phím mà đảo đi đảo lại hai số chẳng hạn này, hoặc là dòng sim mà kiểu như là 336668 ấy, gọi là lộc phát nhưng là ảo, hoặc là dòng sim mà nhiều 3, nhiều 6, nhiều 8, nhiều 9, những cái lẫn lộn nhau, không tuân theo một quy định, quy luật nào cụ thể cả, thì được gọi là sim số ảo. Vấn đề tiếp theo nó về giá trị của số sim ảo ấy, thì sim số ảo thì ngay cái tên nó đã cụ thể rồi. Khi chúng ta mua thì giá sẽ khá là cao, khi chúng ta bán thì giá trị nó bị mất đi khá là nhiều. Bởi vì sao? Bản chất tìm được người mua sim số ảo đã khó rồi, nên nhiều khi ôm sim về, anh em thợ sim ôm vài năm không bán được, 3 năm, 5 năm, 10 năm không bán được luôn. Thế nên anh em đừng nghĩ rằng câu chuyện bảo là ông này ông mua rẻ bán đắt, không phải như thế. Vì nó phụ thuộc vào cái khả năng gọi là bán ra thị trường, gọi là đầu tư của anh em, thì nó sẽ liên quan đến vấn đề này. Anh em mình thích dòng sim nào thì anh em mình cân nhắc và lựa chọn kỹ lưỡng, tính toán cân nhắc hợp lý cho anh em mình, anh em nhé.